Đây là một chiếc máy bơm của cái bình nước nóng lạnh mà mình vừa mới lại tháo ra ở cái máy cũ nó hư. Bây giờ mình thử mở ra xem là nó có cái cấu tạo nó như thế nào. Trước tiên là đây là cái cánh quạt để hút nước, nó cũng như những cái máy thông thường thôi. Đấy, nhưng mà mình thấy là nó có một cái nó khác biệt với lại những cái máy bơm khác là nó cái túc bin nước này tại sao mà nó lại không dính chặt vào cái trục của cái motor này. Đấy. Thì không hiểu là cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Thì mình cũng thấy rất là lạ cái chỗ đó. Đấy. Đây là cái túc bin nước. Túc bin nước này thường thường ở những cái máy bơm thông thường là nó phải gắn chặt vào cái trục của cái motor này thì nó mới quay được, còn cái này thì không hiểu tại sao mà nó lại không gắn liền vào đó. Thì không hiểu là cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Đó. Rồi đó, thấy rất là lạ. Đây nó lại là cái phần riêng của nó, là cái tua bin nước của nó lại nằm vào một cái miếng rời như thế này. Đó. Thì cái mình phải tìm hiểu những cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Đó. Đây là cái motor, nó gắn với motor thì nó lại gắn với một cái miếng như thế này. Thì là đây là cái miếng nam châm. Như vậy là cái motor này là nó gắn với một miếng nam châm, và như vậy thì tương ứng với bên này nó cũng phải một miếng nữa để nó hút với nhau và nó tạo ra cái chuyển động. Đúng rồi, bên này cũng có một miếng nam châm nữa, nam châm nó nối nó vào đây. Chứng tỏ là cái nguyên lý của cái này nó rất là đặc biệt, nó chưa mình chưa 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 gặp bao giờ. Đó. Mình chưa gặp cái nguyên lý của cái bơm bao giờ. Nhưng mà xét ra thì thấy người ta làm là nó hãng người ta làm là rất là thông minh. Như thế này thì là nó tránh được cái tình trạng là nước nó vào motor mà làm phốt, thì nó với những cái động cơ nhỏ như thế này thì làm những cái phốt nó cũng rất là phức tạp. Cho nên mình thấy là cái giải pháp của cái máy bơm này người ta thiết kế là nó rất là thông minh mà nó rất là đặc biệt. Là như thế này thì là cái người ta giải quyết được cái khâu là chống nước vào cái motor nó rất là hiệu quả. Đó. Đó. Bằng một cái miếng đậy như thế này. Và người ta nắp một cái gioăng. Đấy, nắp một cái gioăng vào đây. Như vậy là cái đảm bảo giải quyết được cái phần là kín nước để nước nó không vào trong cái motor này. Cái này nó là cái giải pháp nó rất là hay. Đấy. Lần đầu tiên mình mới gặp thấy một cái máy bơm mà nó sử dụng cái công nghệ này. Thì theo như mình nghĩ là cái công nghệ này nó chỉ sử dụng cho cái
máy bơm công suất nhỏ thôi, tức là chỉ bơm mấy chục lít một giờ thôi. Thế còn cái máy bơm mà công suất lớn thì chắc chắn là mình không thể giải quyết cái vấn đề này được. Nhưng đây nó là một cái vấn đề nó rất là thông minh, mà người ta giải quyết nó rất là hiệu quả. Đó. Như vậy là hai miếng nam châm là nó kết nối với nhau bằng cái nực hút của nam châm, là bên cái motor này quay thì là cái này nó sẽ quay. Đó. Rất thông minh. Đó. Bằng hai miếng nam châm. Mà cái giải pháp người ta giải quyết nó rất là thông minh. Bây giờ mình thử cấp nguồn để xem là nó chạy. Rất hay. Mình nghĩ là cái giải pháp này nó rất là thông minh, nó giải quyết được hai vấn đề chính. Là một đấy là tránh được nước vào trong cái motor trong khi hoạt động mà không cần phải dùng đến phốt phức tạp. Hai là nếu mà nó cái cánh quạt này nó có bị kẹt, nó có bị lâu ngày mà nó có bị một cái vật gì đấy nó vào nó kẹt lại, thì cái motor nó vẫn quay được, bởi vì là nó chỉ là kết nối bằng từ trường thôi, cho nên là nó rất là thông minh. Đấy, cái kể cả là khi mà cái này nó có bị kẹt lại, nó có một cái vật gì đấy mà nó nọt vào trong này, thì cái motor nó vẫn quay được, nó không bị kẹt lại và nó không bị gây ra chập cháy. Mình làm cái video này chia sẻ với các bạn về một cái cấu tạo của một cái thiết bị mà có thể là sau này mình áp dụng vào một cái lĩnh vực nào khác nữa. Mà nếu như cần đến cái giải pháp nó tương tự thì mình cũng học được một cái rất là hữu ích.